Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay mình đi tới cống ngăn mặn, mình quay tàu qua cống cho các bạn cùng xem. Có một chiếc ghe lúa chở lúa nha các bạn, từ trong đi nước ngược ra nha. Nước này lúc này đang lớn, chảy rất mạnh nha các bạn.